Nè chị, chị cho bánh cô ấy cũng 2 tháng rồi đó, giờ mình thu tiền được đó chị. À cô, con cũng đang chuẩn bị mang bánh cho cô này. À không được con, hôm nay á cô đến đây cố tình để mua bánh cho con, chứ các con cho bánh cô cũng 2 tháng rồi. Dạ không sao đâu ạ, con muốn tặng cho cô thật ạ, cô nhận lấy đi. À, cô cảm ơn các con nhé. Dạ vậy thôi, con bán bánh tiếp đây ạ. Huyền à. Dạ sếp. Từ mai chị thông báo cho mọi người là không cần đi làm nữa nha. Công ty mình sắp. Tôi đến giao bánh ạ. Này, cô có giao nhầm công ty không? Ở đây đâu có ai đặt bánh đâu. Dạ, tôi xin lỗi, tôi xin phép ạ. Ơ Ngọc. À sếp, đây có phải là người yêu cũ mà sếp nhờ tôi tìm không? Đúng rồi. Vậy sếp nên ra ngoài nói chuyện với cô ấy đi. Em nghĩ là cô ấy bỏ em cũng đúng. Bởi vì nếu cô ấy ở bên cạnh em nữa thì cô ấy chỉ khổ thêm thôi. Công ty mình sắp phá sản rồi. Và chắc em sẽ tự chịu trách nhiệm hết. Em sẽ bán xe, bán nhà để lo lương của mọi người tháng này. Không đâu sếp, dù có chuyện gì thì mọi người vẫn luôn bên sếp mà. Nhưng... đây là lý do mà anh muốn chia tay em à? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, anh nghĩ chỉ vì chút chuyện này mà em bỏ anh sao? Tiền mà anh mắc nợ em sẽ cùng anh trả, được chứ? Ngọc à, anh cảm ơn em, nhưng có lẽ em muộn rồi em à. Người ta cũng sắp tới tiếp vào công ty mình rồi. Ai nói tôi đến đây để cướp công ty? Ơ, cô đây không phải là người phụ nữ quyền lực nhất về bất động sản hay sao? Tôi đầu tư cho cậu 100 tỷ, cậu có thể làm lại được không? Sao cơ ạ? Cảm ơn cô, nhưng mà cái số tiền này nó quá lớn với cháu cô à. Nhưng mà tôi không đầu tư cho cậu, tôi đầu tư cho cô Ngọc. Đây là ân nhân của tôi muốn báo đáp. Vì thời gian qua, cô Ngọc tặng bánh tôi rất nhiều. Và cũng là bánh hôm nay tôi đặt đấy. Tôi muốn hai người gặp nhau. Cô nói thật à? Dạ, con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô.